ca sĩ ăn gạo bao giờ không? Ngày ngày cứ cho cà phê uống ha. Chị uống chai cà phê đâu? Khả năng có nhiều sơn nhiều chứ giờ đừng có đòi hỏi nữa. Trời ơi, ở đây chụp hình, chụp hình, chụp hình. Một mình thôi chứ anh không có giữ. Rồi, chúng ta đi. Vừa mới trải qua một gọi là khách cũng không có cam go lắm. Đúng rồi, em thấy em thương ghê luôn. Đúng rồi. Không được đâu. Bây giờ mình sẽ đi một quãng đường xa nha. Mình xa sẽ đi đền. Đền tên là Jinja. Jinja. Ninja. Jinja. Yes. Li. Ok. Oh. Li. Dạ. Hả? Qua đây. Sao vậy? Cái bình xăng này bị hỏng rồi phải không? Cái gì mà xe nãy giờ đi mà bị hỏng? Em nhìn đây, cái cột xăng nó chỉ xuống có một nấc thôi mà đi từ hôm qua đến giờ nè. Đâu? Bao nhiêu km nhỉ? Ừ. 106 km mà xuống mới có một nấc xăng thì có phải bình xăng bị hỏng không? Hay là do nó quá tiết kiệm xăng? Did he put some gas in? No. No. No putting gas. Ire to gasoline. Là no, không đổ no thêm gas. Xăng đúng không? No. No gas. Just only the first day we did, right? Yeah, yeah, yeah. No more. No more. Tức là mới đổ được 3 lít xăng đúng không? Bởi vì là mình đổ hơn 3 lít một xíu, hơn 3 lít xăng. Mà bây giờ bình xăng mới chỉ xuống có một nấc, tức là quá tiết kiệm xăng luôn bây giờ. Ôi mình yêu xe này quá. Ôi mình yêu xe này quá. Đổ xăng nữa đúng không? Không đổ nữa anh, còn một nấc hả? Đi nhá. Rồi, let's go. What? 50 meters and stop. I have never been, but I say fox of God inside the temple, and maybe one wish is you say, oh, one wish, yeah, only one wish. But the God make this wish true. Năm điều ấn tượng nhất đó là con gái Nhật Bản da đẹp. Điều ấn tượng thứ hai nữa là rất là nhiều người cosplay. Điều thứ ba nữa là mấy anh samurai nói chuyện hơi bị giống như hơi bị dữ dằn luôn. Cái kiểu như thế. Điều thứ tư là món ăn. Món ăn thì em chưa có ấn tượng về món ăn ngon nhất, nhưng mà món ăn khó nhất là cái món mà món cơm bữa trước ấy. Món cơm tối ngày hôm bữa mà bắt bốn đứa ăn á. Điều thứ năm là mới phát hiện ra có một loài chim bắt cá. Điều đầu tiên em ấn tượng về Nhật Bản đó là thời tiết và không khí rất là trong lành, nên là chúng em selfie được rất nhiều bức ảnh đẹp. Điều thứ hai thì cũng giống như review, có nghĩa là em rất là thích cũng như rất là ấn tượng về cái linh vật mà con mèo kêu gọi may mắn ấy, em rất là thích. Điều thứ ba thì em rất thích nhân vật cosplay đó là Ninja. Thứ tư đó là em đi thích món mì soba, ăn rất là dễ chịu, không có bị ngấy. Tuy là nước nó hơi mặn hơn khẩu vị người Việt một xíu mà em cũng thấy ngon. Thứ năm là đường phố ở bên Nhật rất là sạch sẽ, và đặc biệt là mọi người chạy xe, em đi không nghe một tiếng còi nào cả. Đấy là điều mà em rất là ấn tượng. Ok. Sao vậy? Ly bị sao? Lạnh quá rồi, con người trên nó ấm. Tay em này không còn một giọt máu luôn này, tím luôn rồi ha. Bây giờ để thể hiện lòng tốt của đạo diễn, sẽ cho các bạn lại cái tiền. Các bạn vào đây, các bạn mua những cái lá bùa, và các bạn coi cái cách như thế nào mà mình phái cho nó đúng. Mình người Việt, người ta thần Nhật rồi mình cầu kiểu gì? Nó cũng đơn giản thôi, không biết thì đi hỏi. Rồi. Quê đúng không? Hình như ở đây lạnh hơn trong thành phố đúng không ta? You remember he said fox, god of fox? We have to buy for the give fox. Fox 네, 기대하는 의미는 뭐? This is like a fox
this ear. Like this is entrance to go temple. So we wash our hands. This is here. Yes. Không thể nào muốn cái tay là khổ. Please watch her how to do. If your water is half, maybe half. And then, alau. Yes. Left your hand. Alau. Yeah. で、残った水をここも垂らしながら空っぽにして。 Okay. Oh. 等待も。 Yeah, yeah, so close. Bye. Yes, nice. Yeah. You are Japanese. So why? Why do you want to be Japanese? I don't know. Because you are Japanese. What, you don't know how to eat? How to wash, right? Yeah. So you have to now wash and wrap at the same time. どう?俺は今から水を左手で洗います。そして右手で洗います。そしてこの水を、そしてこの水をルクリーン、この水を左手上に少し溜めて、口に、この水をつけて、吐いたら、この後これを立てるだけ。イエーイ!これやったら多分ジンジャーで怒られるやつだぜ。 光動そうはないな、そんなもん。はい、はい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 
Long, long, long. Long wish. You said two hands, and after that, I think more heavy this one. Okay, I play again. Oh, I feel more heavy. Oh. Really? So my dream maybe come true. Yes. Okay, okay, okay. Yeah. And down. Calmly, calmly. Okay. You feel heavy, heavy. Yeah. And try it again. Oh. How do you feel? It's heavy? Same. Same? Same? Dream come true. Oh, big dream come true. Yeah? Oh, not so heavy, yeah? Oh my god, okay. Okay, heavy, heavy, heavy. You think heavy? I'll try it again. Same? Maybe same? Nói những con người là những gì chứ đó mình là ca sĩ mình chưa thành những gì nữa. Mình phải lấy cái thật rồi. What do you feel? The same. We're not talk to you. Sorry. Illumination. Illumination? Yeah. What do you see on this beautiful day? Hey, hey. With each pass. Có một từ để nói về đạo diễn, em sẽ nói từ gì? Bò tổng quát quá, không kiếm ra được từ nào cả. Bựa. Bựa. À, bựa. Chứ là có thể dịch thành bựa mà ựa. Cả những vừa là diễn vừa bự và vừa ùa. If really wish is maybe become to love him. Oh.
You wanna try? Yeah. Cho nó ngửi thôi mà. Cầm cho ấm. It smells so. Straight? Yeah, go straight. Go straight, go straight. Ngọt khoai lang ngon quá. Ngoài Nhật Bản, khoai lang. Ở đây có một cái vòng xoay mà mình có thể xem toàn cảnh. Khi những cái câu chuyện và hình ảnh, tìm cái chỗ đó liền. Yeah, we have to only 10 minutes, 6 o'clock, this immersion. Run, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Run, run. Còn 10 phút à? Vậy. Okay, let's go. Let's go, let's go. Ôi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, đi ra mua 100 miếng thức ăn vào cho nó ăn. Được rồi. Có tiền hả? Dạ. Bây giờ cho thiếu nha. Ừ. Dạ, đâu rồi? Để tôi xin đá. From here, and you should... Right. Come right, yeah. And it's coming, yeah. Okay, đây là thức ăn cho cá. Các em ơi ra đây, chị cho ăn thức ăn này. Chị sẽ nhỏ ra cho các em ăn nha. Và GPS lucky. Các em đừng có giành nhau. Lucky P. Ăn ít thôi, từ từ thôi. Hello mọi người. Hiện tại thì em Lưu và mọi người, các bạn đã có mặt trên một cái cầu chuẩn bị chứng kiến cái giây phút là tất cả các đèn sáng lên như thế nào và đẹp như thế nào. Thì em Lưu và mọi người cùng chờ xem nhé. Vào đây. Amazing. Yeah. Ôi, ôi, có người yêu vô đây hạnh phúc chứ. Cái này mà cất một câu ca giọng cổ thì thôi rồi. Thôi đi, đừng phá không gian của bọn em đại diện ạ. Ủa chứ mắt gì em thấy nhạc này nhạc giọng cổ mà. Đó là nhạc tình cảm của ta, bị sao? Nhạc lãng mạn, nhạc không nhạc, người ta. Nhạc tình cảm mà bốn người không ai thể hiện tình cảm vậy, hay là bốn người hát một bài này cho lãng mạn coi nè. Bốn người phối hợp làm sao biểu diễn một cái tiết mục gì đó nho nhỏ thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn coi nào. Chứ là tự nhiên kêu hát mà gì đây. Giờ đi đó xong rồi đi nhảy. Ok, chuẩn bị nha. Ok. Nhắm mắt lại và đến 1, 2, 3. Không phải là phi vì ở đây chỉ có hai ta. Mở mắt nhìn đi cao thì thích kêu bệt. Nó bắn mà không chứng đổi thì nó siêu bệt. Ước gì em có đổi gần được cái cung. Em ta bắn mỗi ngày để khi tim chi rung một ngày. Chết cha, ta lại quên rồi.
Mỗi ngày một tin nhắn I like you, cho đến khi anh trả lời yes me to em. Romantic じゃねえよ. Thì mình sẽ tìm ai. Không phải romantic. Not romantic. Rap, you sing a rap? Yeah, the lyrics is romantic. Okay, I see real romantic. Okay, oh real romantic. Yeah, it's okay. Sing. I love you. 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。 I love you. どんどん慣れたどり着いたこの部屋何もかも忘れた恋がないから二人はまるでふて猫みたい何度も何度も愛してるってお前は I love you sai cảm thấy gì hay và chẳng thấy gì hấp dẫn và lãng mạn thể hiện nỗi buồn yêu tôi. Em ơi, mình đã yêu nhau từ khoảng cây mai trước nhà vừa ấm nồi. Chàng nè, chàng chàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua của vợ chồng ta bên đàn con thơ dài những hạnh phúc bên nhau dù dài những khó không. Mà. Làm cậu gì đây? Chị đạo diễn vừa mới hát cái gì vậy? Cái nhân gỗ quê hương của tôi mà nói gì vậy? Lãng mạn gì vậy? Lãng mạn chỗ nào vậy? Tụi người ta sâu lắng, người ta thấy không buồn cười đúng không? Làm gì đứng yên đây không? Làm ma đã cách đứng tại đây 5 phút cho tôi. Sao kỳ vậy? Sao từ ấy tự nhiên làm ma đã cắn? Làm xong, tôi cho tiền để chơi một cái trò chơi trên cao hồi nãy á. Còn nếu không làm, tự đi kiếm tiền tham gia trò chơi đó. Rồi, ok, now we have to. Mặc gì đậu diễn? Đứng nguyên bấm đồng hồ này, 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ dừng đi, anh cho tiền nữa. Anh không có tiền, đúng không ạ? Anh có được đâu. Sức mày. Là gây quá. Chưa lâu. Mình hiền quá hay sao? Đúng rồi đấy, hình như hôm nay là hơi bị hiền. Cả ekip mình sẽ lên, còn 4 bạn và 3 quay phim. Đâu? Tại sao là 3 quay phim? Có hai mà. Can you ask him how many people can get in there? How many people are what? そうですね。あの今回ちょっと撮影でお越しいただいているということなので、6名乗れるように確保させていただいております。Six people. 6 người. Vì chúng ta cần là phải cần có nghệ sĩ đúng không? Thì chắc chắn là 4 nghệ sĩ là phải đi rồi. Với lại là sau đó ghi hình nghĩa là chỉ cần 2 quay phim đi theo đó ghi là những khoảnh khắc tuyệt đẹp cho mọi người thôi. Còn đạo diễn? Không cần kịch bản thì đâu, hết rồi lên ngắm cảnh chứ quay lại cảnh không mà. Director. Emily, I think I don't want him. Yeah. To wrap him up. Yeah. Okay, đừng. No. You, I don't want you. Okay. No. Này được rồi đấy, giờ lên đi kìa. Đi. Anh nói gì vậy? Nói tim rồi. Nếu mà lỡ thôi bỏ.
mình trễ rồi. Mình đi vô cho trong cái đường như kia đẹp hơn, nó hỏi anh cái đường nào dẫn đi. Thôi em muốn lên kéo lên này. Đã lỗ rồi mà. Dù sao lên đến đây là cũng nhìn được toàn cảnh ở nơi này không mà. Không, mình phải bỏ đi, mình tiếp tục mình mới đi nữa. Không. Muốn qua Nhật Bản nữa. Lần biết bao nhiêu mà có cơ hội được đi. Đúng rồi. Như này một lần như thế này. Thôi giờ mình thi thố một cái nữa đi. Lại thi. Ok. Bây giờ okay. Qua đây toàn là những người mạnh mẽ. Mình sẽ chọn Sai gồng tay với mình. Nếu như ai thắng, người đó sẽ được quyết định. Sai. Oh my god. Oh my god. I'm referee. Ready? Ready go. Yeah! 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 You lose. Tới mình rồi chị ơi. Chắc là nó xem đẹp lắm á. Đúng rồi, tóc trắng. Ừ, mình lên sau nha. Ủa gì vậy, anh vừa nói gì vậy? Anh vừa nói gì vậy? Cái gì? Ủa gì vậy nè, tao cho tôi đi rồi nói vậy. Ai cho? Who is agreed to let him stay here? Raise your hand. Mẹ tôi biết trước rồi. Em nói nghe này, đứng ở đây nhìn lên cũng thú vị lắm. Thế anh nói cho tụi em cái cảm xúc mà đứng ở đây nhìn lên nha. Nói thực sự cho mấy bạn, tại mình không thích lên, tại hôm qua là mình sợ độ cao. À vậy hả? Phải không? Ai đừng hóc mở hả? Chúc mấy bạn đi vui vẻ. Kìa đẹp quá. Ôi trời, lên chiếc đẹp lắm luôn. Không ai xuống đâu em. Emily, maybe here? Yes. We can see. Yes. Tổng hương. Cái gì vậy? Ông nhỏ gì vậy? À là hãy chờ ngày mai. Bye bye Sao. Sao bye bye. Cái này không phải là đẹp. Trời ơi, cái đèn nó chạy kìa, nhìn cái cao cũng đẹp. Nhìn cái này nó đẹp chứ, mà mình ở dưới mình không có thấy hết. Đẹp nè. Cái từ mà mình nói nhiều nhất khi sang Nhật là đẹp quá. Đẹp quá. Ôi, quá đẹp. Just like the stage. Yeah, stage. Main stage. Just only 3 days, wait for him. He's gonna wait for me. Em không đợi, biết không đợi. Bakachi. Trời thì lạnh không độ, gió thì thổi thấu xương mà ông đây đã tợ mọi đâu ấy nhỉ. Ok. Đồ thế này dài gái quá. Cho mũi tiền đi. Vậy, bữa mới gần ngàn rồi. Anh ăn mùi đuối vậy? Sáng rồi, tao viên miền cương. On this beautiful day, hey. With each everything works.